Chào tất cả các bạn và các em trở lại với kênh Tuấn Mạnh Toán. Hôm nay chúng ta sẽ giải phương trình lượng giác. Ta có sin mũ 10x cộng cos mũ 10x bằng 61 chia 256. Với dạng toán này, chúng ta sẽ tiến hành phân tích giải như sau. Ta có công thức lượng giác cơ bản. Ta có sin bình x cộng cos bình x sẽ bằng 1. Công thức lượng giác cơ bản. Này ta nhận thấy có sin mũ 10 và cos mũ 10 nên ta mũ 52 vế ta được sin bình x cộng cos bình x tất cả mũ 5 sẽ bằng 1 mũ 5. Hãy sẽ tương đương nhau. Sin bình x tất cả mũ 5 cộng nhau 5 lần sin bình x tất cả mũ 4 nhân nhau cos bình x cộng nhau 10 nhân nhau sin bình x tất cả mũ 3 nhân nhau cos bình x tất cả bình phương cộng cho 10 nhân nho sin bình x tất cả bình phương nhân nho cos bình x tất cả mũ 3 cộng cho 5 nhân nho sin bình x nhân nho cos bình x tất cả mũ 4 cộng cos bình x tất cả mũ 5 sẽ bằng 1. Hãy sẽ tương đương nhau. Sin mũ 10 của x cộng cos mũ 10 của x nhóm lại ta được hay cộng tiếp tục cho 5 lần sin bình x nhân cos bình x nhân cho sin mũ 6x cộng cos mũ 6x cộng cho 10 sin mũ 4x nhân cho cos mũ 4x nhân cho sin bình x cộng cos bình x này bằng 1. Đây là phương trình 1. Và tiếp tục từ công thức lượng giác cơ bản sin bình x cộng cos bình x bằng 1. Đây ta lập phương hai vế ta được sin bình x cộng cos bình x tất cả lập phương sẽ bằng 1 lập phương. Hãy sẽ tương đương nhau sin mũ 6x cộng cos mũ 6x cộng nhau 3 lần sin bình x nhân cos bình x nhân cho sin bình x cộng cos bình x bằng 1. Hay ta suy ra sin mũ 6x cộng cos mũ 6x sẽ bằng 1 trừ cho 3 nhân cho sin bình x nhân cos bình x. Người ta có sin bình cộng cos bình là bằng 1. Ở đây ta nhận thấy ở phương trình 1 ta có sin bình x nhân cos bình x nhân cho sin mũ 6x cos mũ 6x và sin mũ 4x cos mũ 4x. Hay ta đặt
T sẽ bằng sin x nhân cho cos x. Thay vào phương trình 1 ta được. Ở phương trình 1 ta có sin mũ 10 cộng cos mũ 10. Theo đề bài ta có sin mũ 10x cộng cos mũ 10x chính là bằng 61 chia 256. Hay nghe bằng 61 chia cho 256 cộng cho 5 sin bình cos bình chính là bằng 5 t bình phương nhân cho sin mũ 6 cộng cos mũ 6. Sin mũ 6 cộng cos mũ 6 chính là bằng 1 trừ 3, 1 trừ cho 3 lần sin x nhân cos x bằng t mà là bình phương lên chính là bằng t bình. Cộng cho 10 sin mũ 4x cộng cos mũ x chính là bằng 10 t mũ 4 sẽ bằng 1. Hay sẽ tương đương cho 61 chia 256 cộng cho 5 t bình trừ cho 15 t mũ 4 cộng cho 10 t mũ 4 sẽ bằng 1. Hay sẽ tương đương cho 5 t bình trừ cho 5 t mũ 4 sẽ bằng 1 trừ cho 61 chia 256. Hay sẽ tương đương cho t bình phương trừ cho t mũ 4 sẽ bằng 195 chia cho 256. Từ đây ta nhận thấy đã có t bình và t mũ 4 là dạng phương trình trùng phương, nên ta đặt t bình phương sẽ bằng u, và u sẽ lớn hơn 0, lớn hoặc bằng 0. Hay ta sẽ tương đương cho u trừ u bình sẽ bằng 195 chia cho 256. Hay ta sẽ tương đương cho 5u bình sẽ bằng 195 chia cho 256. Hay sẽ tương đương cho u bình trừ u cộng cho 39 sẽ bằng 0. Hay sẽ tương đương cho 256 u bình trừ cho 256 u cộng cho 39 bằng 0. Tới đây chúng ta bấm máy tính đã được U1 sẽ bằng 3 chia 3 phần 16 và U2 sẽ bằng 13 phần 16. Mà T bình phương chính là bằng U. Hay ta suy ra t bình phương sẽ bằng 3 phần 16 và t bình phương sẽ bằng
13 phần 16. Với T bình bằng 3 phần 16, hay ta sẽ suy ra T sẽ bằng cộng trừ căn bậc 2 của 3 phần 16. Này chính là bằng cộng trừ căn 3 phần 4. Và T2 sẽ bằng 13 phần 16, hay ta suy ra T sẽ bằng cộng trừ căn của 13 chia 16, hay chính là bằng cộng trừ căn 13 phần 4. Mà ta đặt sin x nhân nhớ cos x sẽ bằng T. Hay ta suy ra sin x nhân cos x sẽ bằng cộng trừ căn 3 phần 4. Được, ta xét trường hợp 1, nó có sin x nhân cos x sẽ bằng căn 3 phần 4. Nhân hai vế cho hai ta được, nhân cho hai ta được. Ta được 2 sin x cos x chính là bằng sin 2x, mà sẽ bằng rút gọn ta được bằng căn 3 trên 2. Hay ta suy ra x sẽ bằng pi trên 6. 2x sẽ bằng pi trên 3 cộng cho 2k pi, và 2x sẽ bằng pi trừ cho pi trên 3 cộng cho 2n pi. Hay ta suy ra x sẽ bằng pi trên 6 cộng cho k pi, và x sẽ bằng pi trên 3 cộng cho n pi. Này là k n thuộc z. Tiếp tục trường hợp 2. Trường hợp 2 ta có sin x nhân cos x sẽ bằng trừ căn 3 chia 2. Tiếp tục nhân hai vế cho hai ta được, nhân cho hai vế cho hai ta được. Hãy sin 2x sẽ bằng trừ căn 3 trên 2. Hãy ta suy ra x sẽ bằng 2pi trên 3 cộng cho mpi, và x sẽ bằng 5pi trên 6 cộng cho nlpi. Này mnl thuộc z. Tiếp tục ta có t bằng cộng trừ căn 13 phần 4, hay ta có sin x nhân cho cos x sẽ bằng cộng trừ căn của 13 phần 4. Nhân hai vế cho hai ta được. Đây là trường hợp 2. Ta có 2 sin x cos x chính là bằng sin 2x sẽ bằng cộng trừ căn 13 phần 2. Mà ta nhận thấy sin 2x bé được bằng 1 và lớn được bằng trừ 1. Mà căn 13 phần căn 13 phần 2 chính là bằng 1,802. Tức là hay ta suy ra
sin 2x sẽ bằng cộng trừ căn 13 phần 2 là loại vậy phương trình có nghiệm đã có x bằng 2π trên 3 cộng mb và x bằng 5π trên 6 cộng lb mml thuộc z và x bằng π trên 6 cộng kp và x bằng π trên 3 cộng np kn thuộc z. Vậy bài toán của chúng ta hôm nay đã xong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn thấy video hữu ích hãy đăng ký và like và share cho kênh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em.